Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại kênh Sài Gòn House. Ngày hôm nay em tiếp tục gửi đến các anh chị một cái căn nhà giá rẻ bên em vừa mới hoàn thành và đã bán được 2 dãy. Vừa rồi thì có rất là nhiều người gọi điện hỏi cái căn này và hôm nay em sẽ tiếp tục quay cho các anh chị xem. Vừa rồi có một cái chú ở ngoài miền Trung, chú muốn mua căn này để tránh lũ ở bên đó, thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Căn này có giá là 370 triệu anh chị, cái giá rẻ nhất hiện nay, và bên em sẽ bán trực tiếp cho khách hàng luôn, không bán cho người đầu tư, chỉ bán cho người mua ở, vì không muốn căn này bị đổi giá anh chị. Những người mà có thu nhập thấp thì đây là một cái lựa chọn tốt nhất của họ. Có những người đầu tư người ta mua và người ta bán căn này tới hơn 400 triệu và vì thế thì vài chục triệu đối với người có thu nhập thấp thì khá là cao rồi. Nhà này thì có một nhà vệ sinh và có một cái phòng để tiếp khách, có bếp, có chỗ để tủ lạnh, tivi, vân vân. Đây là cái phòng mà mình có thể tiếp khách ha. Đây, cô chú này vừa xuống và thấy nhà và mua luôn, đi tìm nhà mất mấy ngày rồi chưa tìm được một cái căn nào ưng ý, và tới đây thì cô chú thấy nhà giá hợp lý và nhà cửa như vậy thì cô chú đã đặt cọc luôn và chuẩn bị dọn về luôn các chị nha. Đó, đây là cái chỗ mà mình có thể ngồi phòng khách này, xem tivi, tiếp khách thoải mái luôn. Và ở trên chúng ta có một cái lửng làm một cái phòng ngủ các chị. Đây là cái gác lửng. Gác lửng này thì rộng khoảng 3m, 3m và chiều ngang là 4m rưỡi. Căn nhà này là 4m rưỡi x 5m rưỡi các anh chị nha. Đây là cái gác lửng, chúng ta có thể làm phòng ngủ và mình có cái rèm mình kéo lại là một cái phòng ngủ kín đáo rồi. Căn nhà này có giá đầy đủ là 370 triệu và đặc biệt là có sổ riêng từng căn các anh chị, không phải là một cái căn nhà không có giấy tờ. Căn này là có sổ riêng từng căn luôn. Và 370 triệu là một cái căn nhà trống nha các anh chị. Và nếu các anh chị muốn nội thất full như vậy, đầy đủ nội thất như vậy thì thêm 30 triệu nữa là sẽ là 400 triệu. Là một cái căn đầy đủ luôn. Những căn nhà này thì bên em bán hàng trực tiếp luôn, bán trực tiếp cho người mua ở, không bán cho người đầu tư. Vì người đầu tư người ta sẽ bán lại với giá rất là cao, khiến cho cái khả năng mua nhà của nhiều người sẽ được bị giảm đi. Và có những cái công ty môi giới ở chỗ khác người ta bán căn nhà này tới hơn 400 triệu ha. Thì các anh chị nếu mà cần thì hãy mua trực tiếp với bên em xây dựng luôn các anh chị. Xây dựng bán trực tiếp luôn với giá là 370 triệu, không có nội thất. Và nếu có nội thất thì thêm 30 triệu nữa là 400 triệu là một cái căn nhà hoàn chỉnh như vậy. Đầy đủ như những gì các anh chị thấy được trên video. Và căn này có diện tích là ngang 4m rưỡi, dài 5m rưỡi, gồm một trệt, một cái gác lửng, có một nhà vệ sinh bên dưới, có tủ bếp đầy đủ ha. Và căn nhà này thì nằm cách chợ Bình Chánh khoảng 6 cây, trên trục đường Đinh Đức Thiện. Lát nữa thì em sẽ quay cái con đường vô cho các anh chị xem ha. Cái nhà này thì xe hơi vô được trước cái căn số 1 luôn. Đằng trước thì mình có một cái sân sinh hoạt chung nữa. Đây là cái căn full nội thất ha. Căn này thì giá là 400 triệu. Còn cái căn mà anh chị không lấy nội thất á, thì giá là 370 triệu. Và có đầy đủ giấy tờ cho các anh chị luôn nha. Giấy tờ sổ riêng từng căn luôn. Đó, bây giờ em quay một lần nữa không có người cho các anh chị xem này. Rất là đẹp luôn nha. Căn này thì đi theo hướng cầu Tràm. Qua cầu Tràm nha, qua khu công nghiệp cầu Tràm. Mình xuống đường Đinh Đức Thiện. Từ chợ Bình Chánh chạy thẳng vô. Khoảng 6 cây là tới căn nhà này. Căn nhà này có giá là 370 triệu. Các anh chị mua trực tiếp luôn. Còn nếu các anh chị mua qua công ty thì có thể là tới 400 triệu, hơn cũng có luôn. Nhà của chúng ta có một nhà vệ sinh. Và ở đây thì chúng ta có hai lựa chọn. Một là hướng Tây và một là hướng Đông. Chúng ta có hai hướng, hướng nào các
các anh chị cũng có thể mua được. Và bây giờ chỉ còn một vài căn thôi, bên em bán rất là nhanh luôn, bán trực tiếp cho những anh chị có nhu cầu mua ở thật luôn, và không muốn bán cho những người mua đầu tư bán lại, giá nó sẽ cao. Chính vì thế là các anh chị có nhu cầu ở thật thì hãy liên hệ nha, bên em không bán cho những người mua đầu tư bán lại. Đó, một cái cầu thang rất là xinh xắn, rất là chắc chắn luôn các chị nha, đi nó không bị kêu luôn. Trên đây là một cái gác đổ, cái này thì mình đổ giả thôi các chị, không phải đổ thật. Ở trên thì là mái tôn, và mình trần nhà thì mình làm la phong rồi các anh chị, rất là yên tâm. Vô căn nhà này khá là mát các anh chị, các anh chị cứ vô đây thôi, gió rất là mát và rất là thông thoáng luôn. Căn nhà của chúng ta có giá là 370 triệu ha. Đây, cái rèm mình có thể kéo kín lại luôn nè, một cái giường để đủ cho một cái vợ chồng và một hai đứa con ở đây luôn, rất thích hợp cho những vợ chồng gia đình ra riêng. Vừa rồi thì bên em tính được là nếu mà mình đi ở trọ 10 năm và mỗi tháng trả khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi, thì thay vì mình đi ở trọ thì mình có thể mua được căn nhà này. Lấy cái tiền trả cho nhà trọ, chúng ta có thể mua được căn nhà này, rất là tuyệt vời luôn. Thay vì mình đi ở trọ miết thì chúng ta có thể mua căn này và là sở hữu riêng của chúng ta luôn. Đó, căn nhà rất là đẹp luôn các chị. Full nội thất như vậy thì là 400 triệu ha. Và bao sang tên đầy đủ giấy tờ cho các anh chị luôn. Mỗi căn sẽ có một sổ hồng riêng mang tên của các anh chị. Diện tích của căn nhà là ngang 4,5 m, dài 5,5 m, có một trệt, một gác lửng, một nhà vệ sinh. Đó, căn nhà được thiết kế khá là gọn nhẹ nhưng mà đầy đủ cho chúng ta sống ha. Một căn nhà không cần to quá, chỉ cần đầy đủ là được. Có phòng ngủ này, có phòng khách luôn, có chỗ cho chúng ta tắm rửa vệ sinh đàng hoàng, và có một cái sân sinh hoạt chung. Và mỗi nhà thì có một đồng hồ riêng ha, đồng hồ điện nước riêng. Ở đây mình xài nước máy này, và đồng hồ là nhà nước luôn các chị, mỗi căn một riêng một đồng hồ. Đây là cái sân sử dụng chung luôn. Sân này mình có thể tổ chức tiệc tùng này. Đó, và đây chiều chiều chúng ta có thể ra đây chơi đá cầu này, tập thể dục. Đó, có một cái sân chung luôn. Hẻm này là hẻm xe hơi vào thoải mái luôn các chị. Và hẻm xe hơi thì vô tới cái sân chung này luôn. Dọn đồ dọn đạc cũng rất là tiện lợi luôn các chị nha. Đó, chỗ này có 4 dãy nhà thì bên em bán được 3 dãy rồi. Giờ chỉ còn một dãy nữa là các anh chị có thể yên tâm mà ở luôn. Đường vô nhà thì là xe hơi luôn, vô tới cái sân này luôn. Đây là chợ Bình Chánh này các anh chị. Đó, cái này em đang quay ngược chiều nha, chợ Bình Chánh. Các anh chị đi từ Sài Gòn xuống, mình xuống chợ Bình Chánh này này, đường quốc lộ 1, đây là quốc lộ 1 ha. Mình đi xuống chợ Bình Chánh, qua chợ Bình Chánh một xíu là mình sẽ thấy một cái đèn xanh đèn đỏ ở đây, ngay cái ngân hàng ABC này. Đó, mình sẽ quẹo trái vào đường Đinh Đức Thiện. Quẹo trái vào đường Đinh Đức Thiện. Đây là đường Đinh Đức Thiện. Và chúng ta chạy thẳng khoảng 6 cây là tới căn nhà của chúng ta. Đó, chạy thẳng đường Đinh Đức Thiện này. 6 cây. Đó, đường Đinh Đức Thiện. Chúng ta cứ đi thẳng ha, và chạy khoảng 6 cây. Và nếu các anh chị chưa biết đường thì cứ liên lạc với số điện thoại của mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị đi. Và tới đây thì các anh chị có thể xem nhà trực tiếp, mua trực tiếp luôn. 370 triệu là giá đầy đủ luôn, lo đầy đủ bên thủ tục giấy tờ, bên em sẽ lo hết cho các anh chị luôn. Các anh chị cứ đi thẳng đường Đinh Đức Thiện này ha. Và rất nhiều trường hợp là các anh chị muốn là mua trả góp thì căn này bên em không hỗ trợ trả góp anh chị nha, mua trả tiền một lần. Rất nhiều anh chị quan tâm về căn nhà này. Rồi có một chú miền Trung gọi điện vô và muốn mua để tránh bão anh chị, thì cũng là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Nhiều người thì vừa bán nhà xong thì hết tiền, thì có mấy trăm triệu mình có thể mua được căn nhà này thôi.
Đó, và mỗi căn đều có sổ hồng riêng. Đây là khu đô thị 5 sao này. Bên em cũng rất là nhiều nhà xây trong này. Các anh chị có nhu cầu thì liên hệ. Giá trên 3 tỷ nha các anh chị. Còn lựa chọn của mình thì 370 triệu thì một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh này rất là tuyệt vời. Bên em bán trực tiếp. Và em rất vui khi những cái khách hàng đầu tiên sở hữu căn này. Và họ rất là hạnh phúc khi mà sở hữu được một căn nhà với giá tiền rất là thấp luôn các anh chị. Đó, các chị nhìn thấy vẻ mặt của khách hàng là em rất là vui rồi. Rất là sung sướng khi mà tìm được một cái căn vừa giá tiền và có đầy đủ giấy tờ đàng hoàng luôn. 370 triệu, đó là đầy đủ luôn. Và em rất vui được gửi tới các anh chị chương trình này. Nếu các anh chị thấy thích thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại.